các bạn, mình là dược sĩ cấp cứu đến từ dược phẩm Thanh Hóa, và đây là hai số điện thoại bên nhà mình và số điện thoại của mình, mình có gắn lên trên quầy thuốc nhà mình các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái bộ đôi sản phẩm để giúp chúng ta ngăn ngừa nám, ngăn ngừa tàn nhang, giúp chúng ta chống lão hóa và giúp chúng ta ngăn ngừa được các nếp nhăn. Mùa đông đã đến rồi và chúng ta đang tìm kiếm đến những loại sản phẩm mà nó vừa tốt vừa an toàn cho da nhưng lại có tác dụng đó là chống lại khô da nứt nẻ, có độ ẩm cao, rồi giúp cho da chúng ta ngăn ngừa được cái nếp nhăn. Vậy thì cái bộ sản phẩm để giúp cho chúng ta có được những điều trên, đặc biệt là ngăn ngừa nếp nhăn, xóa nếp nhăn, và đặc biệt đối với những chị em mà tầm khoảng từ trên 30 tuổi đổ ra, chúng ta muốn tìm kiếm những dòng sản phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày để nó ngăn ngừa được nám tàn nhang này, đồi mồi này, rồi làm giảm cái vết thâm này, rồi nâng bầu, nâng tông da này, dịu nhẹ cho da này, và đặc biệt là giúp cho chúng ta ngăn ngừa cái lão hóa hàng ngày. Ví dụ chúng ta sử dụng những loại kem nào mà nó còn có tác dụng cải tạo da, khỏe da lên, để có những cái tác dụng đó là giúp cho da luôn luôn được căng bóng. Tuổi này sợ nhất đó là nếp nhăn, thì khi mà chúng ta sử dụng những bộ sản phẩm mà có giúp chúng ta chống được nếp nhăn thì đến tận 60 tuổi đến 70 tuổi da mặt chúng ta nó cũng bớt bị chảy xệ hơn, nó bị đỡ bị nhăn nheo hơn, đỡ bị gọi là cái nếp nhăn trên da. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ sản phẩm mà nhà thuốc dược phẩm tú bán được nhiều nhất, đó là sản phẩm kem xóa nhăn Inozalozone và kết hợp với kem dưỡng trắng da V7. Kem dưỡng trắng da V7 thì có size to và có size bé cho mọi người dùng thử. Thì khi chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ đạt được những công dụng như mình chia sẻ ở trên. Bởi vì thứ nhất là kem xóa nhăn Inozalozone, chiết xuất của nó là HA lotion, cốc nước HA, thành phần collagen, rồi thành phần tinh chất nước và các loại dưỡng chất khác. Thì kem xóa nhăn Inozalozone có tác dụng đó là loại bỏ các tế bào lão hóa, cung cấp collagen và elastin dưới sâu trong da. Cho nên khi mà các bạn sử dụng cái Inozalozone này hàng ngày thì da các bạn kể cả những người trẻ, những người trung tuổi hay những người già, khi mà sử dụng Inozalozone đều hầu như là da được phẳng lì, căng bóng và không có nếp nhăn. Không có nếp nhăn, kể cả những người 60-70 tuổi mà sử dụng Inozalozone hàng ngày thì cũng không có nếp nhăn luôn. Bởi vì Inozalozone là liên tục giúp cho da sản sinh collagen và elastin dưới da, cho nên nó không bao giờ nó bị làm cho da các bạn bị lão hóa, không bao giờ da làm cho da các bạn bị chảy xệ, luôn luôn căng bóng, luôn luôn gọi là tái sinh, tái tạo tổn thương cho da và cấp collagen cho da liên tục. Và đồng thời nó cung cấp các dinh dưỡng như là cấp nước cho da liên tục là được tươi mới. Cho nên là Inozalozone là một cái sản phẩm gọi như là một cái dạng serum bước đệm cho các bạn dùng bất kể các loại kem nào. Và trong các loại kem dưỡng thì mình đánh giá cao là sản phẩm kem dưỡng trắng da V7 của Hàn Quốc. Vì kem dưỡng trắng da V7 của Hàn Quốc thì nó rất nhiều tác dụng. Nó có những cái thành phần để giúp cho là cho chúng ta không bị, tức là với những cái thành phần như thế là ví dụ như dưỡng trắng, dưỡng ấm mịn màng từ bên trong, phục hồi tổn thương bằng B5, B3, tái sinh, tái tạo, phục hồi tổn thương bằng các loại vitamin, 7 loại vitamin cần thiết, tái sinh phục hồi, dưỡng trắng sâu từ bên trong, giảm mờ thâm nám và thu nhỏ lỗ chân lông, hoàn toàn không gây kích ứng cho mọi loại da. Khi mà chúng ta sử dụng các loại kem gọi là dạng serum dưới da này, tức là nó trong một gốc của da, nó bổ sung vào cái nguyên nhân đó là collagen và elastin dưới da. Tuy nhiên khi mà chúng ta không phối hợp dùng với một loại kem thì nó, những cái loại serum đó nó sẽ rất dễ bay hơi và nó không giữ trên bề mặt được, hoặc là nó không chăm sóc được. Nó là một dạng serum thì nó không có phù hợp với tầng sâu của da, nhưng nó lại không phù hợp với tầng bên ngoài của da. Do vậy mà nếu chúng ta phải vừa kết hợp giữa Inozalozone để được cái tầng sâu của da và kem dưỡng trắng da V7 để trên bề mặt. Kem dưỡng trắng da V7 trên bề mặt khi sử dụng hàng ngày nó có tác dụng đẩy lùi sắc tố melanin màu đen. Do vậy nó làm giảm nám và nhăn đồi mồi, nó làm cho bạn trắng da dần lên cách tự nhiên. Nó làm cho da các bạn được nuôi dưỡng, được phục hồi, được tái tạo, tái sinh, xe khít lỗ chân lông. Và nó sẽ giúp cho da mọi người là trở nên trắng hồng mỗi ngày. Và đặc biệt là nó có thêm cái thành phần đó là ngăn ngừa quá trình hình thành tổng hợp melanin và giúp cho da tránh khỏi cái tác nhân oxy hóa, nám sạm rồi hiện tượng không đều màu trên da. Kem V7 là một dòng kem để dùng ngoài trên bề mặt cùng với serum, thì nó có những cái tính năng rất tốt khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Chúng ta có thể làm kem lót trước khi trang điểm để mà nuôi dưỡng bảo vệ da từ bên trong, còn lớp kem trong đời nó chỉ là phụ đề
với không khí nhiệt độc, rồi là cái lớp make up thì chúng ta đẹp. Tuy nhiên ở bên trong thì chúng ta cần phải cho da ăn dinh dưỡng hàng ngày thì da mới có thể khỏe được. Thì kem dưỡng trắng da V7 và Inoxalazone là một sự kết hợp để các bạn có thể chăm sóc da cả ngày lẫn đêm. Và khi mà chúng ta sử dụng từ trên 2 đến 3 tuần hoặc 4 tuần thì chúng ta sẽ cảm nhận được hai cái sản phẩm này nó hoàn toàn được như mình nói. Đây là hai trong hai cái sản phẩm mà nó xứng đáng để mà giúp cho mọi người chăm sóc hàng ngày, đang cho mọi người chăm sóc da hàng ngày một cách an toàn, hiệu quả và đạt được nhiều cái tác dụng. Đó là hai dòng sản phẩm này. Về mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại của dược sĩ Tuấn Vũ trên quầy để tư vấn thêm. Xin chào bạn, hẹn gặp lại.